Cậu bé 8 tuổi, gặp mẹ đã lâu không liên lạc ở cổng trường. Nước mắt chảy ra trong tích tắc, nghẹn ngào không nói nên lời. Không biết bắt đầu nói từ đâu, cũng không biết bắt đầu đánh từ đâu. Chỉ thấy mẹ đẻ vội vã chạy đến, lao tới cho cậu bé một cái tát. Có phải mày đã đi khắp nơi tung tin đồn về tao không? Mày phải đi giải thích thay tao. Không ngờ hôm nay bà ta đích thân đến đây, chỉ vì bản thân bà ta gặp rắc rối, biết bà sống không tốt tôi mới yên tâm. Mẹ đẻ còn sống mà đã tìm cho mình một người mẹ kế. Mày thật là bất hiếu, tao sẽ đến nha môn kiện mày. An, đây là lỗi của cháu rồi. Sao cháu lại tìm một đứa ngốc về làm mẹ kế chứ? Cháu đang tát vào mặt mẹ đẻ của mình đấy. Các người im đi, không ai được nói về mẹ tôi cả. Mẹ tôi rất tốt, bà ấy là người mẹ kế tốt nhất trên đời. Đồ nghịch tử, mày dám vô lễ với mẹ đẻ sao? Xem nào mẹ kế có hại chết con đẻ của mình không? Mẹ kế có cuộn sạch tiền bạc của con cái không? Mẹ kế có bán con cái mới sinh của mình để minh hôn không? Mẹ kế có đứng trên nước mắt và máu của con cái mà cười nói vui vẻ không? Hơn nữa nhà họ Chu các người đã đoạn tuyệt quan hệ với tôi từ lâu rồi. Tôi và bà không còn liên quan gì nữa. Đã đến đây hôm nay, sao không tiện tay trả lại tài sản của nhà họ Lâm chúng tôi luôn đi? Bà ta thấy cứng không xong thì lại mềm. Ôi, con biết đấy. Lúc đó mẹ cũng bất đắc dĩ thôi. Bác trai con rình rập mẹ. Bà im đi, đừng có bôi nhọ danh tiếng bác tôi nữa. Nếu không tôi sẽ không đội trời chung với bà. An, con nói vậy làm tổn thương lòng mẹ lắm. Mẹ mang thai 10 tháng sinh con ra, nâng niu con lớn như trứng mỏng. Sao con có thể? Các người đừng diễn kịch nữa. Rõ ràng nhà họ Chu các người mới là ác quỷ tâm địa hiểm độc, lại còn muốn đổ nước bẩn lên nhà họ Lâm. Đây là gia giáo của nhà họ Chu các người sao? Có những hậu duệ như các người, em rằng tổ tiên nhà các người cũng không thể yên mồm yên mà được. Lâm Hữu An, những gì con học được đấy sao? Không phải bảo con đối đáp bằng cách nhắc đến tổ tiên người ta đâu, giữa chốn đông người mà chẳng giữ chút thể diện của kẻ đọc sách. Mau về đi, Lâm Hữu An rất kính trọng thầy Lý. Dù tức giận đầy bụng, cũng nghe lời mà về. Phu tử, ông nên đuổi học thằng bé này ngay đi. Đọc được mấy quyển sách mà nó đã không nhận mẹ đẻ. Người như vậy không xứng đáng đọc sách thánh hiền. Hàm ôm, tại hạ xin thay học trò tạ lỗi với hai vị phu nhân. Đứa trẻ này của tôi bình thường rất ôn hòa có lễ, chẳng bao giờ cãi vã với ai. Không biết hôm nay gặp phải yêu ma quỷ quái gì mới mất bình tĩnh như vậy. Mong hai vị phu nhân thứ lỗi. Thưa thầy, lời này của thầy, xin hai vị đừng trách. Lý mộ quen lo lắng rồi. Đôi khi thật sự rất ghen tị với những người biết hưởng phúc. Sinh con ra không cần bận tâm dạy dỗ, chết đi cũng không lo con cháu làm điều xấu. Nhân gian không có nơi nhớ nhung quân vương, đi đâu cũng muốn làm nhục tình cốt nhục. Thật là phóng khoáng tiêu sái. Phu tử, lời này của ngài là có ý gì vậy hả? Ý của tôi là tất cả các con vật nhỏ đều rất thích các người đấy. Đương nhiên rồi, con cái tôi hiền lành dịu dàng nhất, làm sao mà không được yêu mến chứ? Này, nếu rảnh rỗi quá, cho tôi hỏi han tổ tiên nhà các người một chút. Mẹ ơi, con cảm thấy hắn như đang chửi người ấy. Đồ khốn kiếp này, mày dám chửi người à? Xin lỗi, đại hạ chỉ nhất thời cảm khái nói hơi nhiều. Nếu hai vị không hài lòng, sao không đi tìm phụ huynh của tôi để trừng phạt tôi? Hừ, ngươi tưởng ta không dám sao? Nói thật cho người biết, con rể nhà ta là Dương huyện thừa trong nha môn đấy. Sao, bất ngờ không? Sợ đái ra quần rồi à? Tại hạ bất tài, vị Lý huyện lệnh đó chính là huynh trưởng của tại hạ đấy. Lý huyện lệnh, Lý phu tử ư? Hê, Lý phu tử, tiểu phu nhân hôm nay chỉ vì thương con, vốn định đến đây thăm con trai, nào ngờ đứa nghịch tử lại đón một cô gái ngốc về nhà làm mẹ kế. Con nói nhiều lời ác độc về mẹ đẻ là tôi, tiểu phu nhân nhất thời đau lòng, nếu có chỗ nào đắc tội, mong phu tử đừng so đo với một phụ nữ nội trợ như tôi. Mấy cái lời kinh tởm này khiến tôi nổi da gà khắp người. Không trách An mắng bà, ngay cả người nho nhã đầy học thức, lòng dạ rộng rãi như tôi cũng muốn đánh bà. Này, Dương phu nhân à, nay huyện thừa nhà bà có biết bà vẫn nhớ chồng cũ? Hôm nay cố ý chạy đến đây, muốn hàn gắn với nhà chồng cũ không? Ôi, ngươi nói bậy gì thế? Chu Ngọc Nga mắng không giảm mắng, nói không lại, ấm ức quay người bỏ đi. Đấu khẩu với ta, miệng lưỡi Lý mỗ một lần, ngày xưa từng là người cay độc thứ hai kinh thành đấy. Lão già này vừa nãy chạy đi đâu vậy? Người đắc ý nhất, đệ tử yêu quý nhất của ta, vừa nãy bị người ta bắt nạt tận mặt. Không thế sao? Nóng giận làm gì? Trẻ con thì ghê gớm lắm à, đánh mất lễ nghĩa, lại còn cãi nhau với phụ nữ. Thật không ra thể thống gì, xem ta đây. Đệ tử ngoan, chào người thân đi. Con đi nói với cái gì mà Lý Lang Trung kia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hiếu đế trung tín, con đọc thuộc lòng đi. Ha, một chữ.
vẫn là ông giỏi nhất. Ta mời ông đi ăn thịt kho tàu. Ôi, khó khăn là mới được nghỉ. Cậu nói xem sao thầy còn giao nhiều bài tập thế. Được nghỉ thì được, nhưng không học thì đừng hòng. Sao An An vẫn chưa về nhỉ? Cô yên tâm đi, có Hữu Văn đi cùng mà. Chẳng lẽ còn bị người ta bán đi sao? Gì cơ? Anh nói có người định bán An An của tôi à? Ý tôi là sẽ không ai bán An An đâu. Sao anh biết là không có chuyện đó? Thôi được, cô ở nhà đợi đi. Tôi đi đón bọn họ. Cô đừng có chạy lung tung nhé. Cô đừng có chạy lung tung đấy. Ông vừa đi vừa gọi rất to. Cha, chúng tôi ở đây nè. Cha, sao hôm nay cha tốt thế? Lại còn đến đón con nữa. An An à, mau về đi. Mẹ con đợi không thấy con về. Không biết lại sẽ làm chuyện gì đây. Lâm Viễn Sơn vừa nói vừa bế Lâm Hữu An lên, chạy vội về nhà. Cha, cha có quên gì không? Cái gì? Mẹ lại dẫn lũ trẻ khắp vùng đến Mạnh Thú Sơn. Đúng vậy, mẹ con để Hồ Tiểu Hoa, Đại Hôi Hôi chơi với chúng. Đúng thế. Con đã nói với mẹ thế nào? Hồ Tiểu Hoa là mạnh thú, không thể xuất hiện trước mặt mọi người, sẽ dọa chết người khác hoặc bị thợ săn rớt. Rất tốt, đều biết trả lời rồi. Vậy sao mẹ vẫn không nghe? Mẹ vẫn nghe lời mà. Không đưa Hồ Tiểu Hoa ra khỏi núi, mà lại dẫn Lý Tiểu Mập và bọn chúng vào núi. Rất tốt, đều biết ngụy biện rồi. Mẹ, mẹ cũng không được dẫn chúng vào núi. Cha mẹ chúng sẽ lo lắng đấy. Tại sao? Hồ Tiểu Hoa rất vui. Các bạn nhỏ cũng rất vui. Tại sao họ không vui chứ? Mẹ à, mẹ nghĩ xem trong núi có suối nhỏ, có vách đá, nhiều trẻ con như vậy. Nếu có đứa trẻ chạy lung tung đến những nơi đó, mà mẹ không phát hiện ra, xảy ra chuyện thì sao? Mẹ hiểu rồi, lần này là lỗi của mẹ. Mẹ sẽ không dẫn chúng đi nữa đâu. Mẹ, mấy ngày nay có phụ huynh nào đến gây rắc rối không? Đâu đến lượt bà ấy, trong họ xảy ra chuyện lớn như vậy. Mọi người đương nhiên phải đi tìm bậc trưởng bối trong làng để nói chuyện chứ. Bậc trưởng bối cao nhất trong làng, chẳng phải là Tam Lão Thái gia sao? Vậy nên, bác đã đá của bóng nóng này cho Tam Lão Thái gia à? Đừng nói bậy, bác có phải là người không kính già yêu trẻ đâu. Đương nhiên là cứu thúc con đá đi chứ. Tránh ra, ta còn có thể chiến tiếp. Lâm Hữu Thành đi thu thuế ở Hắc Phong Trại và bị phục kích. Tất cả mọi người đều bị bắt giữ. Lúc này gia đình hoàn toàn không hay biết, vẫn đang cười nói vui vẻ. Mỗi bữa ăn chỉ ăn một hạt gạo nhưng vẫn no đến mức ợ. Mê mơn, có bí mật, có chuyện kỳ lạ. Hóa ra là cô ta vô tình nghe được cháu dâu hôm nay sẽ về thăm nhà mẹ đẻ. Và nhà mẹ đẻ của cháu dâu ở trong thị trấn mở một quán ăn. Cô ta nghĩ để bụng đói để đến đó ăn một bữa no nê. Cháu dâu à, quán ăn nhà mẹ cháu nấu món ăn có thực sự ngon không? Đương nhiên rồi, nhà tôi ba đời đều là đầu bếp. Trên trời bay, dưới đất chạy, dưới nước bơi, đủ các loại món ăn. Thím hai có rảnh thì cũng đến nếm thử nhé. Có rảnh, có rảnh. Hôm nay tôi rảnh đây. Không phải vậy chứ, tôi chỉ khách sáo với thím thôi. Thím sao lại gây rối thế? Làm sao tôi dám đưa thím về nhà mẹ đẻ chứ? Vạn nhất thím vui quá mà vô tình đập vỡ cái gì đó, thì món đồ đó sẽ phải bỏ đi ngay tại chỗ. Bây giờ còn sớm. Thím hai, thím dẫn Huyền Huyền đi chơi một lát nhé. Nhớ đợi thím nhé. Mẹ ơi, lát nữa con lén đi. Mẹ đừng ra tiễn con, anh trai con đã đến cổng rồi. Không mời vào uống chén nước. Thế này trông chúng ta bất lịch sự quá. Anh trai con không bao giờ uống nước. Không phải anh trai con không cần lịch sự. Ôi mẹ ơi, mẹ nói nhỏ thôi, đừng để thím hai nghe thấy. Mẹ mau vào phòng đi, con sẽ lẻn đi. Mẹ của Trương Tuyền thò đầu ra cửa nhìn trái nhìn phải. Chắc chắn rằng ở cổng không có của tên lửa quyến rũ đó. Vội vàng chui vào xe ngựa. Sao vậy em gái? Có chó đuổi phía sau à? Con đáng sợ hơn cả chó. Anh mau cho ngựa phi nhanh lên. Cháu dâu, cháu quên đưa thím đi rồi. Em dâu, em mau quay lại. Cái gì chui vào xe ngựa vậy? Em gái, em. Đây là thím hai của em. Đây là thím hai mới của em à? Hỏng rồi, không biết nên gọi anh trai của cháu dâu là gì. Ôi thím hai, sao thím lại đuổi theo vậy? Cháu bảo tôi có rảnh thì đến nhà cháu ăn cơm. Bây giờ tôi rảnh đây. Thím hai, An Đệ đã dặn không cho thím ra ngoài chạy lung tung mà. Tôi không chạy lung tung, tôi là về nhà mẹ đẻ cháu ăn. Trên trời bay, dưới đất chạy, dưới nước bơi lội. Em gái, sao có thể đuổi người thân về được? Thím hai đã đến rồi, thì cùng đi thôi. Có gì to tát đâu. Nói đến mức này rồi, từ chối nữa sẽ như thể tôi tiếc không cho thím ăn bốn bữa vậy. Được rồi, vậy thím hai ôm chặt Huyền Huyền và ngồi cho vững nhé. Xin chào Trương Đại Phú, tôi đến rồi. Thím hai, cha tôi tuy cùng thế hệ với thím, nhưng dù sao cũng lớn hơn thím hai vòng tuổi. Thím có thể gọi cha tôi là anh Trương. Anh Trương, tôi đến rồi.
Là tôn nương về rồi à? Mau vào đi, đây là... Cha, đây là thím hai của con. Nghe nói quán ăn nhà mình món ăn rất ngon, đặc biệt đến để nếm thử đó. Đúng rồi. Thím hai của nó. Mời ngồi, không đợi lâu. Một bàn đã đầy ắp các món ăn đủ màu sắc rồi. Ôi, ăn một bữa thật ngon. Anh Trương, cháu dâu nói của không sai. Món ăn nhà anh của thật rất ngon. Ha ha, thím thích là tốt rồi. Nhà lão Trương tôi không có gì nổi bật, chỉ có chút tài nấu nướng này là đáng kể thôi. An An đã nói không được lợi dụng người thân. Ngày mai tôi bảo Hồ Tiểu Hoa mang thịt đến cho anh. Đừng như vậy, chỉ là ăn bữa cơm thôi mà. Sao lại khách sáo thế? An An đã nói. Với người thân phải có qua có lại. Thực sự không cần đâu thím hai, nghe tôi đi. Đạo lý này nói thế nào nhỉ? Cha mẹ tôi cả đời chưa từng thấy hổ. Thì muốn Hồ Tiểu Hoa đến dọa chết người à? Quả nhiên con gái đi lấy chồng như nước đổ đi. Nhà chồng muốn gửi chút thịt cũng bị từ chối. Ha ha, thím hai à. Thím nghe lời Tuyết Nương đi. Thông gia chỉ đến ăn bữa cơm, mà tôi lại nhận quà, thế chẳng bị hàng xóm cười chết à? Thật sự đừng gửi, nhất định đừng gửi. Ai dám đến quậy phá ở chỗ của lão bà này? Ồ, dữ dội quá nhỉ, tôi sợ lắm. Bà già Trương, bà tưởng hiệu tiêu pháo, nhà ngoại của bà vẫn còn chống lưng được à? Mau lên, đem tiền bảo kê mấy năm nay nộp cho ông đây. Các người có ý gì? Hiệu tiêu pháo nhà bà bị cướp rồi. Cái cửa lớn nhà ngoại của bà, mảnh giấy này chắc đã dán đầy rồi. Các người đang cướp bóc à? Cô gái nhỏ, không nên nói thế. Chúng tôi đang thu tiền bảo kê, mê mơn. Đã không phải cướp bóc, thì tôi không thể ra tay được chứ. Muốn thu tiền bảo kê của lão bà này, phải xem các người có bao nhiêu bản lĩnh đã. Bà Trương hồi trẻ có học vài chiêu, nhưng bây giờ tuổi đã cao, hơn nữa phải đối mặt với mấy tên côn đồ cùng dần dần thua cuộc. Thím hai, cừu với. Mặc dù các người không phải cướp bóc, nhưng các người đánh chị dâu tôi. Vậy tôi có thể chiến đấu để bảo vệ gia đình của mình. May quá, may là hôm nay thím hai cùng đến. Con gái à, thím hai này. Nhà ngoại mở võ đường đấy, cô ấy là người luyện võ đó. Nữ hiệp, xin hạ thủ lưu tình. Đây là tiền thù lao cho người, kẻ hèn này xin kính. Người cầm lấy uống trà đi, kẻ hèn này sau này nhất định sẽ làm người tốt. Đoàn kết yêu thương với hàng xóm, phấn đấu vì một thị trấn đẹp đẽ. Phấn đấu vì một thị trấn đẹp đẽ. Em dâu à, của nhiên vừa ra khỏi nhà là gây chuyện rồi. Em dâu, em lại gây chuyện gì thế? Thông gia, đừng trách thím hai. Hôm nay may mắn có thím ấy, nếu không bọn côn đồ đã cướp sạch chúng ta rồi. Thông gia, hiệu tiêu pháo nhà ngoại tôi em là có chuyện rồi. Chỗ bọn họ áp tài có chuyện sao? Chúng ta mau đi xem thử. Cô, cuối cùng cô cũng về rồi. Chị dâu, anh cả của tôi đâu? Mới đây đã nhận một chuyến hàng rất quan trọng. Anh cả em dẫn bọn trẻ đi áp tài hết rồi. Chỉ là hôm qua có tin truyền về. Nói là ở phía Hắc Phong trại, hàng bị cướp mất rồi. Mọi người đều không còn, không ai sống sót cả. Ông xã, con trai chúng ta, tôi về lấy vũ khí. Bây giờ đi đến Hắc Phong trại liều mạng. An An, mẹ con có thể không? Bác gái, mẹ con chỉ là một phụ nữ yếu đuối. Dù mẹ có thể đánh được 10 người, có thể đánh được 100 người, nhưng mẹ không thể đánh được 1.000 người. Ta hiểu rồi, Tiểu Phân Phương, con ở nhà chăm sóc tốt cho bọn trẻ. Ta sẽ đi đưa Hữu Sinh về. Ông xã, ông nhất định phải đưa con trai về, ông cũng nhất định phải trở về. Bà yên tâm, đời này tôi còn chưa sống đủ với ba má, nên tôi nhất định sẽ đưa con trai về. Vì thuật toán chỉ đề xuất những video nhiều like, các bạn dành ra 1 giây cho S1 like nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những giây phút xem phim vui vẻ.